Ông Phú Hà Nam bất bại ở giải U19 nữ quốc gia 2024. Chiến thắng trước thành phố Hồ Chí Minh ở lượt trận cuối cùng giúp Ông Phú Hà Nam giữ vững thành tích bất bại ở giải U19 nữ quốc gia, Cúp AC Cúp 2024. Trên sân nhà, Ông Phú Hà Nam đặt quyết tâm rất cao trong tham vọng đánh bại thành phố Hồ Chí Minh. Lưu Hoàng Vân ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu ngay ở phút 23. Tuy nhiên, đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác có được bàn gỡ ngay trong hiệp 1. Phút 32, Đậu Nguyễn Quỳnh Anh dứt điểm ấn tượng và điền tên mình lên bảng tỷ số. Kết quả hòa giúp tinh thần thi đấu của thành phố Hồ Chí Minh được cải thiện hơn nhiều so với khoảng thời gian đầu trận. Những phút còn lại của hiệp 1, Phong Phú Hà Nam không đủ sắc sảo khiến thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng. 45 phút đầu tiên trôi qua với kết quả hòa. Phong Phú Hà Nam vô địch giải U19 nữ quốc gia 2024. Bước sang hiệp 2, cô trò huấn luyện viên Trần Lệ Thủy tiếp tục duy trì sức ép lớn lên phần sân đối phương. Nhưng cũng phải chờ đến phút 88, Ánh Ngọc mới có thể ghi bàn và ấn định chiến thắng 2-1 cho Phong Phú Hà Nam. Bất ngờ đã xảy ra ở trận đấu giữa Vĩnh Phúc và Thái Nguyên Thể Thao. Bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng Vĩnh Phúc bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số trận đấu ngay ở phút 13. Nguyễn Thị Tư dứt điểm chuẩn xác và giúp đội bóng phía Bắc vươn lên dẫn trước. Không chấp nhận kết quả này, Thái Nguyên Thể Thao vùng lên tấn công. Đáng tiếc, đội bóng xứ chè có phần thiếu sắc sảo trong 45 phút đầu tiên. Hiệp 1 trôi qua với lợi thế dành cho Giantino Vĩnh Phúc. Nhưng hiệp 2 là khoảng thời gian mà Thái Nguyên Thể Thao lấy lại những gì đã mất. Phút 53, Thúy Nga duy trì phong độ ấn tượng khi cô tiếp tục lập công gỡ hòa 1-1. Chỉ 4 phút sau, Thu Trang sút tung lưới Vĩnh Phúc và ấn định chiến thắng 2-0. Như vậy, Phong Phú Hà Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch mà không thua trận nào. Ngôi Á quân thuộc về Hà Nội và Thái Nguyên Thể Thao giành vị trí thứ 3. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.